Thưa quý vị và các bạn, thiếu vật liệu xây dựng, nhất là đá, các dự án xây dựng trên địa bàn huyện Simacai đang đối mặt với nhiều khó khăn. Simacai hiện đang triển khai 97 công trình xây dựng gồm giao thông, trường học, thủy lợi và nước sạch sinh hoạt. Dự ước các dự án xây dựng cần hơn 80.000 mét khối đá. Do địa phương chưa có mỏ đá xây dựng nào được cấp phép khai thác, nên các nhà thầu phải mua đá xây dựng từ các huyện Bắc Hà, Bảo Thắng, phát sinh nhiều chi phí và không chủ động được nguồn vật liệu để giải quyết tình trạng thiếu đá xây dựng huyện simacai đang phối hợp với ngành chức năng tham mưu làm hồ sơ thủ tục xin cấp phép khai thác một số mỏ đá theo quy định sớm giải quyết tình trạng thiếu đá xây dựng trên địa bàn